Ngày 15 tháng 6, sau 5 ngày truy quét quyết liệt, lực lượng công an đã bắt được nghi phạm cầm đầu nhóm tấn công hai trụ sở ủy ban nhân dân xã ở huyện Chư Quynh, tỉnh Đắk Lắk. Kết quả điều tra ban đầu xác định nghi phạm Ito Ayun, tên thường gọi là Amakaru, 35 tuổi, trú Đắk Lắk, là một trong những người cầm đầu nhóm tấn công hai trụ sở ủy ban nhân dân xã. Theo thông tin được Bộ Công an công bố, tổng số nghi phạm bị bắt giữ vì liên quan vụ việc đến tối ngày 15 tháng 6 là 47 nghi phạm. Theo Bộ Công an, rạng sáng ngày 11 tháng 6, một nhóm người đi xe máy mang theo súng và các hung khí nguy hiểm tấn công, đập phá trụ sở Ủy ban nhân dân xã, phòng làm việc của công an xã E Tiêu và E huyện Chư Quynh. Hậu quả làm 4 công an hy sinh, 2 cán bộ xã và 3 người dân bị thiệt mạng. Nhóm người này cũng tấn công, làm 2 cán bộ công an bị trọng thương. Bộ Công an đã chỉ đạo Công an tỉnh Đắk Lắk và các đơn vị nghiệp vụ triển khai truy bắt nhóm người tấn công hai trụ sở Ủy ban nhân dân xã.